xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là bác sĩ Hữu Khánh đang phụ trách mổ bạn dây điện đen. Bác ấy rất là tập trung, kẻo đấu nhầm dây A sang B, B sang A. Nếu mà bác sĩ Khánh mà nhầm thì ảnh hưởng rất lớn tới bác sĩ Sơn đang ngồi ở trên cột. Còn đây là bác sĩ Cường đang rất là tập trung khâu những cái mũi khâu ở trên cái nẹp. Phần việc của bác sĩ Cường rất là quan trọng. Bác sĩ Cường mà làm ẩu là các cháu là rơi hết dây điện vào đầu.